cảnh báo thủ đoạn giả danh công an gọi video call để lừa đảo. Bạn ghi hình bằng cái camera xem. Anh ơi, tôi ngại lắm, anh có sao? Tôi đâu phải người vi phạm đâu anh. Ở đây tôi có nói anh là người vi phạm đâu mà anh không dám bật camera. Thôi tôi có thể trao đổi bình thường được không anh? Ghi hình bằng cái camera nói chuyện với tôi. Mà tôi đâu phải người vi phạm đâu, sao tôi nói chuyện với anh được? Bây giờ anh có làm việc nữa hay không? Thôi tại hình ảnh tôi cũng ngại lắm. Giờ tôi trao đổi với anh qua điện thoại thôi chứ hình ảnh tôi sao tôi nói chuyện được. Làm việc trực tiếp mà anh không muốn làm việc, mà anh kêu làm việc mà không thấy hình ảnh thì làm sao biết tôi là ai? Là tôi biết anh là ai? Alo. Alo, bảo áo ra coi, bảo tôi tắt mất. Còn nếu không thì anh cứ tắt đi. Anh ơi, tôi nói chuyện bây giờ tại tôi cũng không mặc áo á. Như các bạn đã biết thì khi mà công an chúng ta làm việc ấy thì họ sẽ không bao giờ gọi điện hoặc gọi video call, mà họ sẽ đánh giấy trực tiếp về nhà. Tất cả các cuộc gọi xưng là công an đều là thủ đoạn lừa đảo, cho nên các bạn chúng ta chú ý nha. Và cảnh báo đến người thân để họ tránh gặp phải trường hợp như thế này. Các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.